Day huyệt ở lưng này, cây giò ấn huyệt ở lưng này, đấy, hai dụng cụ đều làm ở lưng. Thế thì cái tác dụng của hai cái dụng cụ này như thế nào? Thì cái cây ấn huyệt ở trên lưng này, mình không chỉ những làm trên lưng mà mình còn có thể dùng để gạch trên mặt, đấy, gạch trên mặt, gạch sáu vùng phần dưới bạch huyết cho những người mà bị huyết áp thấp. Đấy. Rồi nó còn có tác dụng thứ hai nữa là gì? Mình sẽ giò ấn ở trên lưng, ở trên thân người, đấy, lưng này, trên thân người này. Đấy, cứ thế chỗ nào đau thì mình giò ấn vào lên các vùng phản chiếu đồng ứng như thế này. Đấy. Ấn. Rồi mình có thể gì? Dùng để mình gạch gạch bụng này để chữa béo phì này. Gạch này hoặc là gì? Đau ở chỗ nào thì mình gạch ở chỗ đó. Đau chỗ nào mình gạch chỗ đó. Ví dụ mình bị đau đầu gối chẳng hạn thì mình gạch ở chỗ đầu gối. Đấy, đau lưng thì mình có thể là gì? Mình có thể gạch ở lưng thế này. Đau lưng thì cầm gạch ở lưng. Như thế mà mình dùng cả cái cán này để mình gạch. Hoặc là gì? Các bạn bị đau dạ dày này, các bạn cầm cái này gạch theo hình đẻ quạt đây đây. Đấy, hoặc là các bạn đổi lấy cái cán này gạch theo hình đẻ quạt như thế này. Đấy, tóm lại là đau ở đâu gạch ở đó. Cái dụng cụ này chủ yếu là mình dùng trên lưng. Cái độ dài của nó khoảng 12-14cm, mình cầm nó vừa tay. Còn nhiều bạn không chịu đau được cái này thì mình sẽ dùng cái cây giò dây này. Đấy, đầu này là dây này, mình ấn như này. Hoặc là gì? Mình ấn lên các vùng huyệt ở xung quanh hai bên cột sống này, như thế này. Đấy, thì nó chữa đau lưng rất là tốt và nó làm giảm cơn đau rất là tốt. Đấy. Đây này. Hai cây này, một là cây dây huyệt trên lưng này, hai là cây giò huyệt trên lưng này.